mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nửa cái bánh. Gia đình ông Trịnh có 3 người. Sau khi quy y Phật rồi thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho mọi người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng Phật có duyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ vừa mới lên cao trung. Ngày nọ tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng thì X nhổ răng ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trịnh Vĩ hỏi: "Sao lại ném bánh đi?" X nói: Dở quá, ăn không ngon." Đang trả lời thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó, thuần chân anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trịnh Vĩ vội chạy đến lượm cái bánh lên đưa cho bạn, ôn tồn nói: "Đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha, lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó." X cười khẩy bảo: "Bánh này tôi mua, không thích á thì giục đi, có tội gì. Nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi." Trịnh Vĩ nói: "Vậy tôi ăn thay anh nha." Nói xong liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trịnh Vĩ mách hòa thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên. Bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuật lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong nhìn thật lâu vào mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen: "Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe." Ba Trịnh Vĩ nói: "Trịnh Vĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa. Có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu. Do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn nên con và mẹ nó rất thắc mắc. Cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo. Chúng con mở tủ ra, nhìn vào thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó. Mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó. Con liền kéo cháu ra để hỏi: Ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp: Con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì." Hòa thượng bảo: "Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo. Tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo." Bà Trịnh Vĩ nói: "Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay. Xin thỉnh giáo sư phụ. Con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội chỉ tính làm ăn nhỏ thôi. Ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng. Mãi cho tới bây giờ sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ. Vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hơn thịnh được mấy năm thì lại bị suy sụp. Còn con thì không những phát đạt thuận lợi, mà còn may mắn được gặp Phật Pháp, biết niệm Phật tụng kinh in ấn kinh, tạo Phật tượng. Công việc làm ăn ngày càng tốt. Đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy?" Sư phụ nói: "Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu Trịnh Vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, có một lần nọ, có hơn 2000 vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường, chăm chú nghe ngài thuyết pháp. Khi đó, có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng, gần cổng lớn. Trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột. nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý. Vị tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại dòm thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng 9 tuổi đang cười hì hì, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng hỏi: "Sư đói hả?" Tỳ kheo gật đầu. Thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba Trịnh Vĩ: "Đứa bé đó là tiền thân của anh. Do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta vững tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc." Trong Kinh Địa Tạng nói: đời vị lai, nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật Pháp, trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mảy tơ, sợi tóc, thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một câu, một bài kệ, phát tâm ân trọng, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì phúc này không thể ví dụ. Đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu Phật Pháp. Có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý, nhưng trong nhiều đời sau, từ đó đến nay, nhân duyên chín mùi, bé không những thành đệ tử Phật mà còn rất giàu có. Chính là anh đấy. Phải biết, vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng, nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp Phật, được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh, biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoằng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác. Muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện, ích quốc, lợi dân, và nhất là không nên sát, đạo, dâm, vọng. Thực hành trì chí bền tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thí như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát, đạo, dâm, vọng. Một khi nhân duyên chín mùi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân, khẩu, ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác, hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo vị lai. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng liên quan đến con đường làm giàu. Ha ha ha,